Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ Bảy ngày 5 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn xem bản tin Ukraine phản ứng ra sao khi Việt Nam bỏ phiếu trắng, không dám lên án Nga tại Liên Hợp Quốc. Cuộc phỏng vấn đã được thực hiện với bà Tổng lãnh sự Ukraine tại Việt Nam và cũng xin bày tỏ sự khâm phục trước lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công việc của bà Natalia, đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam. Bà ấy đã dành mấy tiếng đồng hồ ban đêm để trả lời những câu hỏi này, và chúng tôi, những người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn ủng hộ. Câu hỏi được đặt ra rằng, bạn có thấy buồn và thất vọng khi nhiều người Việt Nam nhầm bản chất của cuộc chiến này và ủng hộ ông Putin hay không? Bà đại biện lâm thời trả lời rằng, thỉnh thoảng tôi đọc những gì được đăng trên các phương tiện truyền thông của Nga, và tôi thấy Moscow đã dành bao nhiêu công sức cho bộ máy tuyên truyền của mình. Đó là bóp méo sự thật, viết lại lịch sử, nói dối trắng trợn, bưng bít sự thật. Đó là những phương pháp hàng đầu để sử dụng bởi truyền thông do chính phủ Nga kiểm soát. Tôi biết điều tương tự cũng có ở Việt Nam. Những hãng thông tấn như Sputnik hay RT và một số phương tiện truyền thông Việt Nam lấy thông tin từ đài RIA, Novosti hay Interfax của Nga. Cho đến giờ họ vẫn tung tin rằng Nga chỉ tổ chức một chiến cuộc hành quân đặc biệt nhằm vào các đối tượng quân sự cụ thể, trong khi cả thế giới đã xem những bức ảnh và video quân đội Nga đã ném bom dữ dội vào các khu dân cư ở các thành phố lớn nhỏ tại Ukraine và đưa đến cái chết cho rất nhiều người già, trẻ em và phụ nữ tại đây. Vì vậy, tôi không có gì ngạc nhiên khi một số người Việt Nam không hiểu sâu sắc về những gì đang diễn ra ở Ukraine, nếu họ chỉ dựa vào tin tức do Nga cung cấp. Bạn biết đấy, kể từ ngày hôm qua, theo quyết định của Hội đồng và của Quốc hội Nga, một người có thể phải ngồi tù tới 15 năm nếu chia sẻ thông tin về những gì quân đội Nga đang tiến hành ở Ukraine. Làm thế nào bạn có thể biết được sự thật nếu bạn chỉ đọc các phương tiện truyền thông của Nga đây? May mắn thay, các phương tiện truyền thông thế giới không bị vô hiệu hóa và bất kỳ tình hình kiểm duyệt nào, và những người muốn tìm hiểu những gì đang diễn ra có thể dễ dàng tìm thấy thông tin trên tất cả các phương tiện và mạng xã hội. Vì vậy, tôi không buồn khi một số người Việt Nam nhầm bản chất của cuộc chiến của Putin chống lại Ukraine. Tôi hiểu cách họ bị người Nga đánh lừa. Ngoài ra, mỗi ngày chúng tôi nhận được hàng trăm tin nhắn ủng hộ Ukraine và lên án hành động xâm lược của Nga. Điều đáng buồn và thất vọng là một số người Việt Nam góp phần tạo ra tin giả và phổ biến tin giả, giống như những gì tôi bị cho là đã nói, mà gần đây tôi đã bác bỏ trên trang Facebook của mình về phát biểu về Trung Quốc và Việt Nam mà tôi đưa ảnh lên. Nhà văn Hoàng Hưng thì hỏi, một số người giải thích rằng Putin tấn công Ukraine bằng cách ngăn Ukraine gia nhập NATO, vì khi Ukraine gia nhập NATO, NATO có thể đưa tên lửa đến sát biên giới nước Nga. Trả lời, NATO là một liên minh phòng thủ có mục đích bảo vệ các quốc gia thành viên. Tên lửa của NATO được đặt ở các nước thành viên, đấy không phải là tên lửa tấn công. Hệ thống đó được thiết kế để bảo vệ các thành viên của châu Âu của Liên minh khỏi mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo từ bên ngoài khu vực châu Âu và Đại Tây Dương. Ví dụ, hệ thống Astral đặt tại Romania hoàn toàn mang tính chất phòng thủ. Tên lửa đánh chặn, không có đầu đạn trong thành phần của chúng. Vì vậy, chúng không thể sử dụng cho mục đích tấn công. Những tên lửa như vậy không thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất, mà chỉ có thể tấn công các mục tiêu trên không để phá những tên lửa sắp tấn công các mục tiêu ở các nước châu Âu. Ngoài ra, hệ thống không được trang bị phần mềm, thiết bị và cơ sở hạ tầng để phóng tên lửa tấn công. Nói đưa đến tên lửa gần biên giới Nga nếu Ukraine gia nhập NATO là không có logic một chút nào. Thứ nhất, Nga đã có biên giới với 5 thành viên NATO. Thứ hai, mặc dù Ukraine tuyên bố mong muốn trở thành thành viên NATO sau khi Nga xâm lược Crimea và các thành phần của Donbass, các thủ tục gia nhập thực tế thậm chí không có trong chương trình nghị sự của NATO trong suốt 8 năm kể từ năm 2014. Và khi là thành viên NATO hoặc không phải là thành viên NATO sẽ không thể ngăn Nga tấn công Ukraine. Chúng tôi đã thấy rõ điều đó vào năm 2014. Tuy nhiên, trở thành thành viên của NATO sẽ có nghĩa là một nền an ninh chung cho Ukraine. Đó là lý do tại sao Nga càng đe dọa
thì chúng tôi càng muốn trở thành một phần của Liên minh Quốc phòng NATO. Bạn có nhận thấy rằng Phần Lan và Thụy Điển, hai nước trung lập, nhưng cũng đã bắt đầu nói chuyện về việc họ gia nhập NATO hay không? Và tiếp theo, Nga đã sử dụng nhiều các biện pháp khác nhau và biện minh khác nhau cho cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022. Tất cả chúng được tạo bởi vị trí tưởng tượng bệnh hoạn và không có cái lời nào phù hợp với hiến chương của Liên Hợp Quốc và nhiều hiệp ước quốc tế khác mà Nga đã ký kết. Bạn Trần Trung Kiên thì hỏi, ai cũng biết rằng Nga có sức mạnh quân sự hơn Ukraine. Tại sao bạn lại chọn chiến đấu thay vì nghiêng về phía Nga để có hòa bình tạm thời? Trả lời, Ukraine đã rất ngây thơ khi từ bỏ vũ khí hạt nhân từ năm 1994 dưới sự cam kết đảm bảo an ninh của Nga. Vào năm 2014, chúng tôi vẫn còn ngây thơ khi quân đội Nga tiến vào Crimea và quân đội Ukraine chưa sẵn sàng bắn vào những người mà chúng tôi coi là người dân của một quốc gia thân thiện. Nhưng trong suốt 8 năm sau đó, chúng tôi đã thấy những câu chuyện kể ở Nga về Ukraine như là một đất nước không tồn tại, một quốc gia thất bại, vân vân, và thậm chí hãy giải quyết vấn đề Ukraine, giống như cách Hitler giải quyết vấn đề người Do Thái. Và chúng tôi không còn ngây thơ nữa. Chúng tôi hiểu rõ ràng mục tiêu của Nga là gì. Đấy là sự chấm dứt tồn tại của Ukraine. Và cũng sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng nếu chúng ta cố gắng tạo hòa bình tạm thời ngay bây giờ, chúng ta sẽ có những điều kiện tốt hơn so với khi chúng ta chiến đấu. Từ bỏ cuộc chiến có nghĩa là trở thành một quốc gia nô lệ của Nga. Nhưng người Ukraine là những người tự do và độc lập. Và bây giờ khi chúng ta chiến đấu cho đất nước của mình, cái giá phải trả là tự do của chúng ta rất cao và sẽ phải được trân trọng bởi nhiều thế hệ tương lai. Những người sẽ tự hào về những việc mà bảo vệ và về những người đã hy sinh mạng sống của mình trong cuộc chiến này. Và ai ở Nga sẽ tự hào về những người lính của họ hiện đang ném bom các thành phố của Ukraine, giết chết người Ukraine, tước bỏ nhà cửa của hơn 700.000 người Ukraine đây. Nước Nga sẽ mãi mãi là nỗi xấu hổ. Bạn nghĩ rằng Nga có đủ sức mạnh quân sự hơn Ukraine hay sao? Tôi không phải là một chuyên gia quân sự, nhưng chỉ cần nhìn vào bản đồ nước Nga so với Ukraine và nhìn vào sự thật là người Ukraine đã chiến đấu được 8 ngày rồi, chưa thành phố lớn nào bị quân đội nước Nga chiếm được. Trong 8 ngày này, Nga đã thiệt hại ước tính khoảng 9.000 quân, trong khi trong một cuộc chiến tại Chechnya lần thứ nhất năm 1994 đến 1996 thì Nga chỉ mất có 5.042 lính. Trong cuộc chiến Chechnya lần thứ hai năm 1999 đến năm 2000 chỉ mất có 7.425 người. Tại sao Nga lại chịu tổn thất nặng nề như vậy và không tiến hành các kế hoạch xâm lược của nó nếu có sức mạnh quân sự hơn chúng tôi đây? Bạn Phúc Nguyễn thì hỏi, bạn nghĩ sao khi chính phủ Việt Nam không lên tiếng phản đối cuộc chiến này? Chính phủ Việt Nam đã lên tiếng phản đối chiến tranh, phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Liên Hợp Quốc, cuộc chiến chống Ukraine của Nga. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ và sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Ukraine biết ơn mọi tiếng nói lên án việc sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Và khoảng 10 người hỏi tiếp rằng, nếu chúng tôi muốn chiến đấu để bảo vệ Ukraine, liệu có được hay không và chúng tôi phải làm gì? Bà nói, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng công dân của bất kỳ quốc gia nào cũng có thể sát cánh cùng người Ukraine chiến đấu chống lại bọn tội phạm chiến tranh Nga. Tuy nhiên, nếu công dân Việt Nam muốn chiến đấu bảo vệ Ukraine, họ cần phải kiểm tra luật pháp quốc gia mà mình đang ở xem họ có thể tình nguyện tham gia quân đoàn quốc tế bảo vệ lãnh thổ Ukraine hay không. Và câu hỏi tiếp theo là nhiều người muốn gửi tiền ủng hộ Ukraine thì phải làm như thế nào? Có tài khoản để gửi hay không? Bà nói, tôi nghĩ rằng cách dễ nhất hiện nay là gửi các tài khoản đóng góp từ Việt Nam là thông qua tài khoản vãng lai được mở trong Bộ Chính sách Xã hội Ukraine vì mục đích nhân đạo. Bạn có thể dễ dàng sử dụng thẻ ngân hàng của mình ở đó. Và Đoàn Bảo Châu đã nói rằng Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Bạn nghĩ gì về điều đó? Trả lời, tôi sẽ trích dẫn. Nội dung của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro để trả lời câu hỏi này. Ông nói rằng quyết định đặt vũ khí hạt nhân của ông Putin trong tình trạng báo động cao
là một mối đe dọa trực tiếp với Ukraine và nó sẽ là một thảm họa cho thế giới, nhưng nó sẽ không làm cho người dân Ukraine gục ngã. Tôi nghĩ rằng mối đe dọa này là rất thực tế. Mỗi đêm tôi đi ngủ đều lo sợ thức dậy khi biết tin về những quả bom hạt nhân của Nga ném xuống thành phố nào đó của Ukraine. Đoàn Bảo Châu hỏi tiếp, tôi biết rất nhiều người Việt Nam ủng hộ Nga, họ công kích tôi trên trang Facebook của tôi. Bạn có vấn đề tương tự hay không? Bà trả lời, nói về trang Facebook của mình, tôi mới bắt đầu trải qua những cuộc tấn công như thế này chỉ 2 ngày trước. Hàng trăm bình luận căm thù, trích dẫn những câu chuyện bịa đặt của người Nga, phát tán video giả mạo, vân vân. Khi tôi kiểm tra những trang của những người bình luận hung hăng đấy, tôi phát hiện ra những người này tài khoản trống rỗng, hầu hết chúng mới được tạo ra. Đó là một dấu hiệu rõ ràng, đó là những con robot. Tôi nghĩ điều đó là tốt. Nga càng chi nhiều tiền cho những kẻ lừa đảo thì họ càng ít phải chi cho quân đội của mình đang chiến đấu ở Ukraine. Cùng với các lệnh trừng phạt từ khắp nơi trên thế giới, đó là một phương pháp nữa để làm suy yếu nhà nước xâm lược. Đoàn Bảo Châu hỏi tiếp, bạn cảm thấy gì khi Việt Nam bỏ phiếu trắng đây? Bà nói, thành thật mà nói, tôi cảm thấy thất vọng. Nhiều quốc gia trên thế giới đã bỏ phiếu ủng hộ, thậm chí cả những quốc gia từng bỏ phiếu chống lại Liên Hợp Quốc về các vấn đề liên quan đến sự xâm lược của Nga đối với Ukraine. Một số nước ASEAN hoàn toàn thay đổi lập trường theo hướng có lợi. Tuy nhiên, giống như Việt Nam, Ukraine tôn trọng các quyền và sự lựa chọn có chủ quyền của mọi quốc gia. Và tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ tham gia các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các nhu cầu nhân đạo của người dân Ukraine. Và chúng tôi vô cùng biết ơn những đóng góp nhân đạo mà người dân Việt Nam đang thực hiện để giúp đỡ người dân Ukraine hiện nay. Có một câu tục ngữ rất hay để miêu tả sự ủng hộ mà chúng tôi nhận được ở Việt Nam rằng cây khỏe bởi gốc, người khỏe bởi bạn tốt. Và chúng tôi cũng rất mạnh mẽ khi có Việt Nam sát cánh cùng chúng tôi. Kính mời các bạn xem bản tin người Việt ở Ba Lan đón đồng hương từ Ukraine lên án Putin là tội phạm chiến tranh. Cộng đồng của người Việt Nam tại Ba Lan đang tất bật chuẩn bị để đón hàng trăm đồng hương từ quốc gia láng giềng Ukraine sang tị nạn chiến tranh. Một số người còn ra tận biên giới để cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm cho những người Ukraine mới tới đang trú tạm tại các lều trại ở đây. Tiếp hình ảnh hàng trăm giường ngủ được bố trí ở thị trấn biên giới gần Ba Lan vào ngày 1 tháng 3 để đón tiếp người tị nạn Ukraine. Hiện nay, chúng tôi đã nhận được khá nhiều yêu cầu trợ giúp và một số nhóm đã lên đường sang Ba Lan. Nhưng hiện nay, do biên giới giữa Ukraine và Ba Lan đang bị tắc vì đông người kẹt xe, nên việc đi từ Ukraine sang Ba Lan hiện nay rất khó khăn và cũng rất lâu. Có nhóm đi như vậy là 24 tiếng đồng hồ rồi mà chưa tới được biên giới. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cũng hôm 28 tháng 2, ngay khi chiến sự tạm lắng ở thủ đô Kiev, khi đại diện hai phía Nga và Ukraine bắt đầu tiến hành đàm phán, thì cộng đồng người Việt Nam ở tại đây cũng như các địa điểm nóng chiến tranh khác tại Ukraine đã tranh thủ sơ tán sang các quốc gia láng giềng, với điểm đến lớn nhất là Ba Lan, khiến cho đường đi sang biên giới nước này bị tắc nghẽn nghiêm trọng hàng chục cây số. Dù bạn đến biên giới nào thì cũng rất đông người, xe ô tô tắc đến 15 km hoặc hơn. Nếu có đi thì phải thật kiên trì và quyết tâm, dọc đường đi luôn có người trợ giúp bạn về đồ ăn, nhưng vẫn phải mang theo đồ ăn của mình, nước uống và mang theo thuốc đau đầu, đau bụng, hạ sốt. Nếu có con nhỏ thì cầm thêm túi thuốc gia đình, vân vân. Một người tên là Dương Hồ, một gia đình người Việt Nam ở Ukraine vừa đến được Ba Lan đã chia sẻ kinh nghiệm gia đình này, cho biết họ đã đi từ thủ đô Kiev lên Lviv và nghỉ lại tại một đêm, sau đó ra ga tàu để đi đến các ga biên giới, nhưng không thể chen lên được vì rất đông. Cuối cùng họ phải thuê taxi để đi từ ga này ra tận biên giới. Nếu đi ô tô thì tắc đường rất lâu, một ngày hoặc 2-3 ngày cũng có. Đến được biên giới rồi là ok vì thủ tục biên phòng tại Ukraine rất đơn giản, sau đó hải quan Ba Lan lại càng dễ. Đây là hình ảnh những căn lều của chúng ta ở biên giới Ba Lan và lương thực thực phẩm chờ đón người Việt Nam từ Ukraine để di tản sang, gọi là lều của chúng ta,
vì để đó còn có nó là sự phối hợp giữa ba dân tộc Ukraine, Ba Lan và Việt Nam. Nhưng sẽ phải trải qua thời gian xếp hàng rất lâu vì rất đông người. Gia đình Dương Hồ đã chia sẻ thêm kinh nghiệm như vậy. Người này nói tiếp, hôm qua có một nhóm người Việt Nam đi sang Ba Lan nhưng mà khó khăn quá, đông người quá không đi được thì họ định sang Romania. Ông Trần Anh Tuấn cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết như vậy. Cũng theo ông, thực tế cửa khẩu sang Romania thì không đông lắm nhưng Romania chưa phải thuộc Schengen. Vào Romania rồi thì không thể sang Ba Lan, sang các nước khác được. Nhưng mục đích của mọi người là muốn tị nạn chiến tranh sang các nước nằm trong khối Schengen. Vì vậy, ông Trần Anh Tuấn cho biết Ba Lan hiện nay đã trở thành điểm đến tối ưu của cộng đồng người Việt Nam nói riêng và của tất cả người tị nạn Ukraine nói chung. Nhưng cho đến tối ngày 28 tháng 2, chỉ mới có một nhóm người Việt Nam gồm 12 người đã rời khỏi Ukraine ngay ngày đầu tiên nổ súng ra cuộc chiến tranh, đã tới được Ba Lan, vẫn theo lời ông Trần Anh Tuấn. Hiện nay, nhóm đấy đã sang đến thủ đô Warsaw, được Hội Thánh Tin Lành của người Việt Nam tại Ba Lan đón tiếp và ổn định. Ông Trần Tuấn Anh cho biết thêm, theo thông báo từ phía cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine, dự kiến sẽ có khoảng từ 300 người Việt Nam sơ tán sang Ba Lan trong những ngày tới với phương tiện tự túc. Đông người sang thì chúng tôi sẽ tập trung vào một chỗ, rồi từ đó chúng tôi phân ra. Chúng tôi có những hội trường lớn, chúng tôi có chùa Nhân Hòa, chùa Thiên Phúc. Hai ngôi chùa đó có hội trường rất lớn. Chúng tôi sẽ tạm thời tập trung ở đấy để có thể bố trí ăn ở, nghỉ trước mắt. Đây là hình ảnh chùa Thiên Phúc ở Ba Lan. Sau đó, chúng tôi phân ra từng nhóm một, phân ra các hội đồng hương, các câu lạc bộ và các tổ chức khác trong các hội của người Việt Nam tại Ba Lan để đón tiếp. Chúng tôi sẽ chia nhỏ ra để bố trí cho chú đáo, ông Trần Anh Tuấn cho biết. Những lúc này mới thấy tình cảm của cộng đồng người Việt Nam với nhau thật tuyệt vời. Người đứng đầu Hội đồng Hương Việt Nam tại Ba Lan xúc động nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Người Việt Nam tại Ba Lan này đều đồng lòng giúp người tị nạn chiến tranh, không những cho người Việt Nam mà cả cho người Ukraine. Tình cảm của người Việt mình thật tuyệt vời. Tôi thấy rất cảm động, những nghĩa cử không thể tưởng tượng được. Hiện nay có một số người Việt Nam tự kêu gọi gồm 5-6 người với nhau chở hàng hóa lên biên giới giữa đêm giá lạnh, làm một cái quầy, cái lều để phát đồ ăn, thức uống, những dụng cụ cần thiết cho người tị nạn ngay tại biên giới. Cũng trên trang mạng xã hội, những thông báo giúp đỡ từ lương thực, quần áo cho đến đồ ăn, công ăn việc làm dành cho đồng hương đến Ukraine liên tục xuất hiện. Đây là hình ảnh người dân Ukraine di tản sang Ba Lan. Chị Nga, một cư dân ở Kiev, đang trên đường sang Ba Lan cũng cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết chị đã nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ từ cộng đồng người Việt ở Ba Lan. Bình thường thì mình chưa biết nhau, nhưng đến khi gặp hoạn nạn, người ta tự liên hệ, người ta đề nghị giúp đỡ mình, chị Nga nói. Bên cạnh những nghĩa cử chia sẻ đùm bọc cho đồng hương và người tị nạn Ukraine, nhiều người Việt Nam tại Ba Lan đang phản đối mạnh mẽ hành động gây ra chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và kêu gọi xử phạt ông như một tội phạm chiến tranh, theo lời ông Trần Anh Tuấn chia sẻ. Người Việt ở Ba Lan hầu như là người miền Việt ở miền Bắc là chính. Những người Bắc sang Ba Lan học tập, sinh sống và hình thành cộng đồng người Việt. Do đó, người miền Bắc thì cũng đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, thì người ta phần nào cũng có thiện cảm với Liên Xô cũ, cũng như nước Nga bây giờ. Lúc chưa xảy ra chiến tranh thì có rất nhiều thiện cảm, thậm chí có nhiều người rất ca ngợi Tổng thống Putin. Còn đối với nhân dân Nga thì thực tế họ chỉ đáng thương thôi. Còn đối với chính quyền, sau khi xảy ra chiến tranh thì bây giờ hầu như người Việt Nam ở Ba Lan này đều quay lại và rất phản đối cuộc chiến tranh, thậm chí là rất căm thù, căm phẫn lên án ông Tổng thống Putin. Mọi người mong muốn rằng cuộc chiến tranh sẽ kết thúc và thậm chí phải coi Putin là một tội phạm chiến tranh trong thế kỷ 21 này mà gây ra cuộc chiến quá tàn khốc, thì đó là một tội phạm chiến tranh không thể khác. Cũng theo báo cáo của Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc vào ngày 28 tháng 2, đã có hơn nửa triệu người Ukraine di tản ra khỏi nước này. Đa số là đến Ba Lan, với phần lớn là phụ nữ và trẻ em, vì đàn ông từ 18 đến 60 tuổi không được phép rời khỏi Ukraine theo lệnh tổng động viên của Tổng thống Zelensky sau khi nước này bị Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Đây là hình ảnh các nữ chiến binh Ukraine. Số người tị nạn còn chạy sang Hungary, Moldova
Romania và các nước khác nữa. Thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy khoảng 12 triệu người tại Ukraine cần sự trợ giúp, khoảng 1 triệu người đã mất nhà mất cửa và hơn 677.000 người đã sơ tán ra nước ngoài. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire tuyên bố nước này đang khơi mào chiến tranh tài chính và kinh tế toàn diện nhằm vào Nga, nhấn mạnh các biện pháp cấm vận đặc biệt hiệu quả. Điện Kremlin khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ không bao giờ khiến Nga thay đổi lập trường về vấn đề Ukraine. Trung Quốc đã bắt đầu sơ tán công dân khỏi Ukraine. Hơn 1.000 công dân Trung Quốc đã rời Ukraine trong ngày 1 tháng 3 để tới Ba Lan và Slovakia, hai quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, sau khi 600 sinh viên Trung Quốc được sơ tán vào ngày 28 tháng 2 từ thủ đô Kiev và thành phố cảng phía nam Odessa.